Ok, ha, xin chào các bạn nhé. Mình tên là máy ảnh Lý Bill đây. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng chiếc máy này nha. Đây là chiếc máy Pioneer Canon Auto Canon Auto Boy Tele Quartz Deck. Đây là một trong những chiếc máy dùng chụp ảnh khá là đẹp, rất là chất lượng nha các bạn. Máy này được đi kèm với ống kính là lens 40 70 2.8 4.9. Cái lens này gọi là dual lens nha. Dual lens tức là lens hai tiêu cự. Tức là khi mà mình chụp ở chế độ 40mm thì khẩu độ nó là 2.8, nhưng mình chỉnh lên 70mm là khẩu độ 4.9 nha. Cái này gọi là lens hai tiêu cự, dual lens chứ không phải là lens zoom nha. Thì khi mình mở nguồn lên như thế này nha. Đó, mình mở nguồn lên như thế này thì ví dụ như cái dual lens nó như thế này nè, ở đây phía sau nó có cái gạt này nè. Mình gạt qua đây đó, là nó chạy ra, ống kính nó sẽ chạy ra thì nó tạo thành là lens 70mm. Và mình chạy về mình gạt vô thì ống kính nó là 40mm. Rồi ok, mình hướng dẫn sử dụng hướng dẫn các bạn sử dụng chiếc máy này nha. Đầu tiên thì mình gắn pin vô cho máy thì pin á thì nó sẽ có hai, mình cần một cái vít để mở hai con ốc đây nè. Thì máy này sử dụng một viên pin là C2CR5 nha. Pin 2CR5. Thì nếu mà các bạn trường hợp mà đi du lịch không có đồ mở thì các bạn có thể chạy đi nhờ cái ông tiệm sửa xe hay gì đó ở gần gần đó mình mở giùm hai con ốc này, mình gắn pin vô là được chứ không khó đâu nha. Rồi sau khi mình gắn pin xong thì mình mở nguồn nó như thế này. Bình thường á là cái nắp máy nó nằm đây nè. Đó, mình dặn cái này lên là đóng nắp nè ha, mình thấy cái chữ này là đóng này là mở nè. Còn gạt cái này xuống đây là mở nắp máy nha. À, cái máy này nó có cái này là đánh là cái filter shop shop filter của máy. Thì cái này để dành chụp những tấm ảnh là lạ thôi. Thường mình gắn cái filter shop này vô thì cái ảnh nó không được nét, nó hơi shop. Shop tức là cái độ nét nó không được nét căng á. Thì tùy các bạn, nếu bạn muốn chụp shop thì các bạn gạt cái này xuống để có cái filter để shop nha. Rồi thì khi mình mở nguồn cho máy xong thì mình sẽ có thể bấm chụp được rồi. Bấm chụp đi nè. Đó. Đó, bình thường chụp là vậy nha. Thì mình chụp thì máy nó có 3 chế độ đèn LED. Chế độ này là chế độ off là tắt đèn LED. Mình gạt qua đây là chế độ auto, mình gạt qua đây là chế độ on là luôn luôn mở LED. Thì chế độ auto á, chế độ auto là khi mà ra trời sáng á, thì nếu mà đủ ánh sáng thì máy không mở LED, mà vô bóng tối á, thì máy cảm thấy thiếu ánh sáng thì máy sẽ tự động mở đèn LED. Còn nếu mà chế độ on qua đây thì lúc nào cũng mở LED hết nha. Giờ mình bấm thử một cái nè. Đó, đèn LED đánh ok nha. Ở mặt sau lưng này nó của máy á, là nó sẽ có một cái này là chỉnh ngày tháng, những cái màn hình đây nè. Thì các bạn bấm ba nút này sẽ chỉnh ngày tháng trong đây. Cái nội này là zoom, ý cái này là để thay đổi tiêu cự lens. Thì mình thấy là mình gạt qua cái đó là ống kính nó chạy ra là 70mm, mình gạt là ống kính chạy vô là 40mm thôi. Rồi cái đây là chụp hẹn giờ nha, mình ấn như đây thì mình sẽ chụp hẹn giờ. Đó, khi mình ấn xuống thì máy nó sẽ chụp với chế độ hẹn giờ nè. Rồi, máy chuẩn bị chụp đây. Cái đèn này nó chớp 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 nè. Thì đúng 10 giây sau nó sẽ chụp nha. Rồi máy chụp xong rồi đó. Rồi thì ở phía đít máy nó có một cái nút để tua phim về nữa. Khi mà các bạn chụp xong muốn tua phim về thì mình dùng một cái vật nhọn mình ấn vào đây nha. Ví dụ mình lấy cái tâm á, mình ấn nhẹ vào trong đây thì nó sẽ tua phim về. Thì đặc biệt của máy này nó có hai cái chức năng này nữa. Hai chức năng này mình thấy ở trên là chữ MI nè. Đây là Multi Exposure, tức là chụp chụp chồng phim. Chụp chồng phim tức là một cái tấm phim đó mình sẽ chụp hai lần. Thì các bạn nào muốn tìm hiểu về ảnh chồng phim thì các bạn nên lên trên mạng tìm hiểu luôn cách chụp chồng phim như thế nào. Thì đây mình chỉ hướng dẫn sử dụng máy thôi. Thì đầu tiên mình chụp một tấm trước, tấm số 1, sau đó mình ấn nút MI này nè. Mình ấn nút này vừa bấm vừa chụp nha, vừa ấn vừa chụp như này. Đó, thì nó sẽ chồng phim. Ví dụ bây giờ mình thường mình bấm chụp thì mình sẽ nghe tiếng kia, tiếng cái tua phim nè. Bây giờ mình chụp nè. Đó, chụp xong thì tiếng tua phim đó là tấm phim nó chạy lên đúng không? Thì bây giờ mình, các bạn muốn chụp chồng phim đó thì các bạn bấm về những bạn chụp một cái, hai cái, đó chụp hai cái lượt là được nha. Rồi cái nút này là nút chụp ngược sáng nha, cái nút màu đỏ là chụp ngược sáng nha. Thì khi các bạn chụp thì các bạn ấn chụp ngược sáng. Rồi ok, thì mình vừa hướng dẫn các bạn sử dụng chiếc máy này rồi nha. Thì đây là chiếc máy khá là ổn. Mình xem ảnh chụp từ máy này thì rất là đẹp luôn. Rồi máy này cũng cầm lên thì cũng khá là ngầu luôn. Ok, thì mình vừa hướng dẫn các bạn sử dụng chiếc máy này rồi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem clip.
Nếu thấy clip này có hữu ích thì các bạn nhớ ấn nút đăng ký để ủng hộ mình nha. Mình rất là cảm ơn các bạn để tạo cho mình động lực để mình tiếp tục làm những video clip khác liên quan về máy ảnh phim. Đồng thời mình giới thiệu với các bạn mình tên là Máy Ảnh Review. Mình có bán hàng khá là nhiều trên trang Facebook là Máy Ảnh Review và trên trang Instagram là Máy Ảnh Review. Thì khi nào các bạn có nhu cầu tìm hiểu về máy ảnh hoặc là muốn mua máy ảnh thì các bạn có thể xem trên hai cái trang của mình. Đồng thời khi các bạn có những câu hỏi thắc mắc, khó khăn gì đó liên quan đến việc máy ảnh cần hỗ trợ tư vấn thì các bạn có thể nhắn tin cho mình nha. Ok, cảm ơn các bạn nha. Chào các bạn.